sân bay Long Thành có thể phải lùi tiến độ tới cuối 2026. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, chủ đầu tư hạng mục nhà ga và đường băng sân bay Long Thành, vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tiến độ thi công và các đề xuất điều chỉnh tại dự án. Theo ACV, mục tiêu đưa dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác cuối năm 2025 như nghị quyết của Quốc hội là không khả thi. Trước đó, hạng mục nhà ga hành khách T1 của sân bay Long Thành lẽ ra có thể khởi công từ tháng 11 năm 2022 và hoàn thành cuối năm 2025 cùng với tiến độ tổng thể của dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải hủy thầu một lần do không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, dẫn tới ngày khởi công gói thầu ga hành khách phải lùi đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 và mốc hoàn thành lùi đến tháng 11 năm 2026. Trong văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, ACV kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành giai đoạn 1 của dự án phù hợp với thời gian hoàn thành của gói thầu nhà ga hành khách. Ngoài ra, ACV cũng đề xuất thêm hai nội dung gồm triển khai luôn việc xây dựng đường cất hạ cánh số 2 ngay trong giai đoạn 1 và bổ sung hạng mục sang nền khu vực nhà ga hành khách T3. Đề xuất sớm triển khai đường băng số 2 dựa trên tính toán của ACV về nhu cầu cất hạ cánh phục vụ cho nhà ga T1 công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa năm. Bên cạnh đó, việc có hai đường băng để dự phòng trong tình huống một đường băng gặp trục trặc cũng là cần thiết với một sân bay công suất lớn. Theo báo cáo, hạng mục đường băng số 1 đang có tiến độ rất khả quan, dự kiến hoàn thành khai thác kỹ thuật trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Trong điều kiện công trường thuận lợi, thời gian thi công đường băng số 2 dự kiến tốn 16 đến 18 tháng. Về đề xuất sớm sang nền nhà ga T3, nhà ga này được thiết kế nằm cùng bên với ga hành khách T1, hai ga T2 và T4 sẽ nằm đối diện trục đường sắt xuyên qua sân bay. Do đó, ACV cho rằng việc triển khai sớm hạng mục sang nền nhà ga T3 là cần thiết để tránh phát sinh bụi, ô nhiễm trong quá trình vận hành ga T1. Dự kiến, ACV hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cuối tháng 7, đầu tháng 8 để trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ xin ý kiến Quốc hội trong tháng 8 năm 2024.